Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Mùa hè oi bức thế này, còn gì sảng khoái hơn khi vừa đi làm mệt mỏi về lại được bước vào căn phòng mát lạnh, dễ chịu. Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn có thể điều khiển chiếc điều hòa của mình ngay cả khi đang trên đường về nhà, phải không nhỉ? Chính vì thế, ở video này, Limosa sẽ hướng dẫn bạn cách biến điều đó thành hiện thực, giúp bạn điều khiển chiếc điều hòa thương hiệu Toshiba một cách dễ dàng chỉ với chiếc điện thoại thông minh. Trước hết, hãy cùng Limosa tìm hiểu về các tính năng ứng dụng điều khiển nhé. Giao diện bảng điều khiển sẽ bao gồm 5 chế độ chính. Đầu tiên là chế độ tự động. Khi kích hoạt chế độ này, máy sẽ tự động điều chỉnh các thông số phù hợp với nhiệt độ hiện tại của phòng. Ký hiệu thứ hai là chế độ làm lạnh giúp làm lạnh không gian. Tiếp theo, chế độ hút ẩm giúp tạo hơi ẩm có trong không gian, làm người dùng cảm thấy thoải mái khi bước vào phòng. Kế đến là chế độ nóng giúp sưởi ấm căn phòng trong những ngày trời lạnh. Chế độ quạt có tác dụng điều chỉnh công suất quạt cho thiết bị. Ngoài ra, màn hình còn có bảng điều chỉnh nhiệt độ giúp người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ của máy bằng cách trượt lên hoặc xuống. Bên cạnh các chế độ chính, máy cũng có các nút phụ hỗ trợ, bao gồm chế độ điều chỉnh tốc độ quạt, người dùng có thể điều chỉnh được tốc độ gió thổi ra từ thiết bị. Chế độ tự động là chế độ cài đặt mặc định theo chương trình trên điều hòa nhằm điều chỉnh nhiệt độ phòng và tốc độ quay của quạt gió, sao cho phù hợp nhất với môi trường bên ngoài. Kế bên là chế độ im lặng, khi chọn chế độ này, máy lạnh sẽ không phát ra tiếng ồn, làm cho bầu không khí yên lặng, phù hợp cho các giấc ngủ buổi tối. Chế độ điều chỉnh hướng gió, tại đây, người dùng có thể điều chỉnh hướng gió thổi lên hoặc xuống, phù hợp với vị trí của mình. Cuối cùng là chế độ hẹn giờ, người dùng có thể hẹn giờ tắt máy lạnh bằng cách chọn vào nút chức năng này. Tiếp theo, Limosa sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối và sử dụng các tính năng điều khiển điều hòa trên chiếc điện thoại của mình nhé. Bước 1. Tải ứng dụng Toshiba Home AC Control trên CH Play hoặc App Store. Bước 2. Sau đó mở ứng dụng và tiến hành đăng ký tài khoản theo các bước. Nhập địa chỉ email. Chọn quốc gia. Đặt tên người dùng. Cài đặt mật khẩu. Và nhấn đồng ý với các điều khoản. Bước 3. Xác thực email mà bạn vừa đăng ký. Bước 4. Quay trở lại ứng dụng và thực hiện quy trình đăng nhập bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu. Bước 5. Sau khi đăng nhập, chọn vào mục thêm thiết bị SAC. Sau đó chọn Wireless Adapter Built-in. Bước 6. Nhấn giữ phím mút trên điều khiển máy lạnh khoảng 5 giây. Bước 7. Ký hiệu AP xuất hiện trên điều khiển khi hoàn tất việc kết nối giữa máy lạnh và điện thoại. Bước 8. Chọn cho phép Toshiba Home AC Control kết nối với thiết bị này trên ứng dụng điện thoại. Bước 9. Chọn một phương thức kết nối không dây, WPS Method hoặc Input SSIDN Password. Bước 10. Sau khi kết nối, người dùng tiến hành truy cập vào giao diện và sử dụng. Với nội dung hướng dẫn sử dụng điều khiển máy lạnh Toshiba bằng điện thoại trên, Limosa hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy lạnh một cách hiệu quả nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa bằng cách click vào đường link dưới phần mô tả. Theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích nhé! Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi vấn đề mà bạn đang gặp phải.